Đồng chí và chiến sĩ cả nước thân mến, nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Mão của dân tộc, tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền của Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đặc biệt, tôi xin gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi những tình cảm nồng ấm nhất. Trong giờ phút giao thừa, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, các vị anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, chia sẻ những tổn thất và mất mát mà đồng bào tại các vùng có thiên tai bão lụt trong năm qua đã phải gánh chịu. Tôi cũng xin gửi tới nhân dân các dân tộc trên thế giới, tới các bạn là người nước ngoài đang công tác, sinh sống trên đất nước Việt Nam, lời chúc mừng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và phồn vinh. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua nhiều khó khăn và đã giành được thắng lợi vẻ vang, tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm nay, trước mắt chúng ta vẫn sẽ còn nhiều thử thách, song tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống yêu nước nồng nàn, với ý chí cách mạng, tinh thần quật cường dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đoàn kết một lòng, ra sức thi đua phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ tốt nhất các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu, xây dựng nước ta ngày càng cường thịnh. Mừng xuân, mừng đảng, chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế một năm mới hạnh phúc và thắng lợi. Chào thân ái và quyết thắng.
tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn lời chào tốt đẹp nhất trong những giây phút đầu tiên của năm mới Quỷ Mão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi dàn cồng chiêng, dàn trống đồng trực tiếp của các nghệ nhân để đón chào năm mới. Phú Thọ cũng rất vinh dự được mở đầu cho chương trình ca múa nhạc trực tiếp qua cầu truyền hình vào thời điểm này. Thời điểm bắt đầu của một năm mới cũng là thời điểm bắt đầu của một mùa xuân mới trên đất nước của chúng ta. Chắc không có gì ý nghĩa hơn là ngay sau đây các nghệ sĩ của Phú Thọ xin mở đầu với màn múa Vua Hùng Dựng Nước. Chúng tôi hy vọng rằng qua màn múa đặc sắc này sẽ gợi lại cho tất cả chúng ta những con hồng cháu lạc nhớ về cội nguồn của tổ tiên và lịch sử của mình kể từ khi dựng nước. Năm cũ đã qua, năm mới đã tới, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, nơi triều tổ Hùng Vương tế lễ đất trời, ta truyền cho các lạc dân hãy nổi trống lên. Đón năm mới, ta mừng cho già trẻ gái trai được thêm một tuổi. Đón một năm nắng thuận mưa hòa, muôn cỏ cây đơm lộc sai hoa. Ta mừng cho giang sơn gấm vóc thanh bình, hạnh phúc đến muôn nhà. Nào, các nị nương hãy nhảy múa hát ca, giật những đường tơ mịn màng ống ả. Thank you.
nhớ ơn tổ tiên rực nước, ơn đất trời cho trăm họ phúc lộc an khang. Ta thường nhớ tới những người con đã xà thân vì hạnh phúc san san. Nay ta truyền cho dân múa thần cùng bánh chưng bánh dày để ta cáo với tổ tiên đất trời ban phúc lành cho muôn dân trăm họ. Truyền rằng thời kỳ Hùng Vương dựng nước, vua tôi cùng nhau cày cấy, cùng nhau săn bắn. Vua Hùng đã dạy cho người dân biết trầm lúa, biết ưng tơ dệt vải. Sự tích bánh chưng bánh dày cũng có trong những truyền thuyết đó. Hoạt cảnh mà các bạn đang xem mô phỏng lại sinh hoạt của xã hội xa xưa thời kỳ các vua Hùng dựng nước. Và đây là lớp giã gạo bên sông núi Thậm Thình. Cũng xin nói thêm rằng tiếng giã gạo, tiếng Thậm, tiếng Thình đã trở thành tên của một làng cổ bên trên núi Nghĩa Lĩnh, đó là làng Thậm Thình. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ là một mảnh đất cổ nơi còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa, mang đậm sắc thái văn hóa tín ngưỡng từ thời các vua hùng dựng nước. Mỗi độ xuân về thì tiếng hát xoan, hát gẹo lại được vang lên ở khắp các làng quê của Phú Thọ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là các ca sĩ. Ngay sau đây họ sẽ trình diễn những điệu hát xoan truyền thống. Thưa chị, có lẽ các khán giả, nhiều khán giả còn chưa được rõ là tại sao lại gọi là hát xoan. Chị có thể giải thích một chút không ạ? Hát xoan hay chính còn gọi là hát xuân, được tổ chức hát vào đầu mùa xuân. Đây là làn điệu dân ca của quê hương em, có từ thời các vua hùng và được lưu truyền và gìn giữ đến ngày nay. Còn gọi là hát xoan vì theo em được nghe các cụ kể rằng là để tránh tên húy của nữ tướng Xuân Nương nên đã đặt tránh là từ xuân thành từ xoan, và hát xuân được gọi là hát xoan. Thế còn bây giờ các chị sẽ định gửi tới khán giả cả nước bài hát gì đây? Chúng em xin gửi tới khán giả truyền hình bài hát Xe Chỉ Vá Mày ạ, là những ca xoan của quê hương em. Xin mời các nghệ sĩ. Và các bạn vừa theo dõi điệu hát xoan truyền thống của quê hương Phú Thọ. Còn bây giờ tôi muốn hỏi chị một câu là bây giờ chị vừa biểu diễn xong rồi thì chị cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì mình được hát những làn điệu dân ca của quê hương mình. Vậy chị có muốn gửi một lời chúc tới những người đang tham gia trong lĩnh vực văn hóa dân gian không? Vâng, cũng nhân dịp đầu năm thì em xin gửi tới tất cả khán giả truyền hình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và những các anh, các chị làm bên lĩnh vực văn hóa dân gian. Em cũng mong rằng cái nền văn hóa dân gian này sẽ luôn luôn được duy trì và phát huy. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã thấy, không khí đón xuân ở đền Hùng xung quanh tôi đang diễn ra rất sôi động. Ở đây cũng là việc làm đầu tiên Phú Thọ tham gia cùng với cả nước để đón xuân về và góp phần làm cho không khí đón xuân, đón năm mới ở Phú Thọ được tươi vui hơn. Nhưng đã đến lúc Phú Thọ xin được chia tay với quý vị và các bạn. Xin được chuyển lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của tất cả những người dân Phú Thọ tới khán giả cả nước, và xin chào tạm biệt.
Còn bây giờ thì Kiều Trinh xin được tiếp tục chương trình từ Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Sau những phút được xem bắn pháo hoa tưng bừng thì giờ đây rất nhiều người dân ở Hà Nội đã đổ xô và đổ dồn về phía chúng tôi làm cầu truyền hình trực tiếp, và chúng tôi cảm thấy rất vui mừng về điều đó. Thú vị hơn là mặc dù chúng tôi cùng với họ có mặt ở bờ hồ nhưng lại có thể xem được chương trình ca nhạc đón chào năm mới từ đền Hùng. Trước khi bắn pháo hoa và trước khi giao thừa thì lúc này ở quanh Hà Nội, ở quanh bờ hồ, người dân không còn đông như trước đây nữa. Có thể là con cháu của vua Hùng cũng đã trở về nhà để xung nhà, để sum họp và đặc biệt là để với nói với nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đầu năm. Tuy nhiên ở xung quanh chúng tôi còn không ít người đi hái lộc và chơi xuân. Có thể là họ vẫn còn tiếc cái bầu không khí đón xuân hết sức là độc đáo và ấn tượng ở Hồ Gươm với dòng người đi lại như mắc cửi cách đây khoảng nửa giờ. Cách đây vài phút thì chúng tôi có gặp gỡ với một số người đi chơi xuân và chúng ta hãy cùng trò chuyện với một trong số họ. Xin chào ông ạ. Ông có cảm nghĩ thế nào khi được đón xuân ở Hồ Gươm, một nơi rất là linh thiêng của Hà Nội? Vâng, nếu nói về cảm xúc thì tôi thấy rất nhiều. Nhưng một trong những ấn tượng lớn nhất của tôi ấy, tức là mình cảm thấy trẻ lại. Nhất là năm nay, lần đầu tiên trong có lẽ lịch sử Hà Nội, lần đầu tiên là vừa bắn pháo hoa vừa là thả đèn trời. Cái nô nức của dân Hà Nội làm cho bản thân tôi như trẻ lại mặc dù tuổi đã hoàn hôn. Và cái cảm xúc thứ hai là cũng rất là cảm ơn đài truyền hình. Và nhờ đài truyền hình mà biết đâu là ở đằng trước, ở trước ống kính camera, tôi không nhìn thấy học sinh, nhưng mà chắc chắn học sinh ở khắp nơi nẻo đường của đất nước nhìn thấy tôi và có thể nó sẽ thốt lên thầy giáo của mình kia kìa, tôi rất hạnh phúc. Vâng, thế như vậy ông là giáo viên, vậy thì ông xin hỏi ông tên là gì và ông đang dạy trường nào ạ? Tôi là Phạm Trung Hiếu, là giáo viên toán trường phổ thông Học viện Đức, và tôi hàng năm tôi vẫn đi giao thừa ra ở cái đất này. Vì một trong những cái lý do mà chúng tôi hay ra bờ hồ, thứ nhất là đêm giao thừa chính lại là ngày sinh nhật của tôi. Và cái thứ hai là theo tôi là Hồ Gươm là nơi linh thiêng nhất, là cái nơi tụ hội những tinh hoa nhất của đất nước mình. Và thứ ba là thực sự theo tôi Hà Nội đúng là đẹp nhất và là trái tim của cả nước. Vâng, Hà Nội là nơi rất linh thiêng, là nơi đẹp, và họ nói rằng là trong những giờ phút thế này mà được đón xuân ở đất trời thì ước điều gì có thể cũng thành đấy. Thế để một lời điều ước của ông thì trước lúc này như thế nào? Vâng, tôi xin phép được nói cái trước tâm linh, tâm linh mọi người đều muốn cầu mong cái gì tốt đẹp nhất, thì cái ước muốn đầu tiên của tôi là có sức khỏe. Bởi vì nếu có sức khỏe thì đấy chính là yếu tố cơ bản để tạo nên hạnh phúc cho gia đình và cho trong sự nghiệp. Cái thứ hai là tôi muốn chúc cho học sinh của trường Việt Đức nói riêng và học sinh của thủ đô Hà Nội luôn luôn ngày một ngoan hơn này, học giỏi hơn, và xứng đáng là những người kế cận bậc trông và xứng đáng là học sinh của đất thủ đô ngàn năm văn vật. Xin cảm ơn ông và xin chúc cho ông tất cả những điều chúc tốt đẹp nhất. Và bây giờ xin được gọi là thầy, bởi vì là cháu cũng có thể học ở tuổi học trò của thầy. Xin chúc thầy giáo một năm mới mà ngày càng học trò ngày càng tin yêu, và những thế hệ học trò của thầy sẽ thành đạt hơn cuộc sống để trở nên có ích cho xã hội. Vâng, xin cảm ơn thầy. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới, năm Kỷ Mão. Đây là năm áp chót của thế kỷ 20 để chuẩn bị bước sang một thế kỷ mới và cũng là một thiên niên kỷ mới. Còn riêng đối với thủ đô Hà Nội thì đây là một năm khá là bận rộn. Năm 1999 là một năm khá bận rộn với rất nhiều chuẩn bị cho kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội tổ chức vào năm 2000. Bước đầu tiên để chúng ta đón chào thủ đô Hà Nội tròn 1.000 tuổi vào năm 2010. Vì vậy chúng ta hãy chúc cho những dự án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, đặc biệt là những dự án về gìn giữ và phát triển các nét văn hóa di sản và đặc biệt nét nét văn hóa dân tộc và những nét đẹp của thủ đô Hà Nội và con người Hà Nội để mãi mãi là mảnh đất ngàn năm văn hiến. Còn đầu năm Mão thì cũng xin nói thêm một điều, Kiều Trinh cũng sinh vào năm con mèo. Vì vậy mà xin thay mặt tất cả những người dân Hà Nội xin được gửi tới khán giả truyền hình cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Còn bây giờ thì Bờ Hồ xin chia tay với quý vị và các bạn. Xin cảm ơn Kiều Trinh và cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Kiều Trinh và tới tất cả các khán giả đang đón xuân ở tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không phải chỉ có không khí ở Bờ Hồ mà ở các điểm cầu khác trong cả nước không khí cũng đang rất sôi động. Chẳng hạn như ở Phú Yên mà chúng tôi chắc là chương trình văn nghệ đón năm mới sẽ rất là nhộn nhịp và đặc sắc. Nhưng điều này thì có lẽ là Phú Yên sẽ nói với chúng ta rõ hơn. Xin chào chị Việt Hương ở Phú Yên, chị có nghe rõ không ạ? Chị có nghe rõ. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa chị Việt Hương, đây là và
Châu Anh đã dành những lời chúc tốt đẹp cho Phú Yên. Thưa quý vị và các bạn, vào thời khắc đầy ý nghĩa của một mùa xuân mới, chúng tôi rất vui được đón quý vị và các bạn đến với Phú Yên, một tỉnh ở miền Nam Trung Bộ. Phú Yên, cái tên của mảnh đất này đã có từ năm 1611. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Phú Yên được biết đến là một vùng đất trù phú và giàu tiềm năng phát triển. Nhân dân ở đây có truyền thống lao động cần cù, thông minh, có tinh thần đấu tranh, kiên cường, anh dũng. Và không những thế, ở đây còn là xứ sở có bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng và độc đáo. Năm 1992, ở đây người ta đã tìm thấy một bộ đàn đá cổ gồm đủ 8 thanh âm. Và có lẽ độc đáo hơn là đến năm 1994, người ta lại tìm thấy một cặp kèn đá có từ thời tiền sử, cách chúng ta khoảng 2.500 năm. Và bây giờ, trong giờ phút thiêng liêng của một ngày đầu năm mới, chúng ta hãy lắng lòng mình để nghe những âm thanh... Quê tôi, sáng tác của Bảo Chấn do các diễn viên của đoàn ca múa nhạc Sa Biển trình bày. Và bây giờ để tiếp nối chương trình Mừng Xuân Mới của Phú Yên, Việt Hương xin được giới thiệu. Tiếp theo sẽ là tiết mục biểu diễn của dàn cồng chiêng ở miền đất Nam Trung Bộ. Với gần 80 vạn dân thuộc 7 dân tộc anh em cùng chung sống với mái nhà Phú Yên đã tạo cho vùng đất này một nền văn hóa phong phú và đa dạng. Miền Tây Phú Yên được coi là xứ sở của những trường ca và là nơi sản sinh ra nhiều loại nhạc cụ cổ truyền cùng những lễ hội độc đáo như lễ hội mừng lúa mới, cúng nhà mới, lễ hội đâm trâu. Và tất nhiên trong những lễ hội này không thể thiếu được âm điệu của trống, cồng và chiêng. Dân tộc Chăm Ba Na ở Phú Yên sử dụng thành thạo và
khấu hồn, các nhạc cụ cồng, chiêng, trống. Nhưng đặc biệt hơn là họ còn biết phối hợp một cách sáng tạo giữa trống đôi với bộ cồng 3, chiêng 5 thành một bộ gõ hoàn chỉnh, tạo ra hiệu quả âm nhạc cao. Đây là một nét độc đáo của đồng bào Champana ở Phú Yên. Quý vị và các bạn đang xem bà con dân tộc Champana ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên biểu diễn. Của những điệu trống đôi này là tính ngẫu hứng và giàu ngôn ngữ biểu cảm. Với không khí như thế này, tôi dám chắc bà con sẽ múa trống suốt đêm. Nhưng bây giờ chúng ta hãy chia tay với miền núi để xuống với miền biển của Phú Yên. Bờ biển Phú Yên dài gần 200 cây số là nơi có nhiều danh thắng hấp dẫn, là nơi sinh khúc hát múa mang tên Tuổi Trẻ Mừng Xuân. Đây là một màn hát múa rất trẻ trung, sôi động và tươi tắn, gồm có 3 bài hát: Tuổi 20, âm nhạc của Dương Thụ, biên đạo múa Anh Phương; bài hát thứ hai, Hát Về Mùa Xuân, âm nhạc Trần Hoàn, biên đạo múa Ngọc Ánh; và bài hát cuối cùng, Khúc Dạo Đầu Mùa Xuân, âm nhạc của Tuấn Nghĩa, biên đạo múa Hải Yến, do tập thể các nghệ sĩ, các diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam trình diễn. Xin mời các nghệ sĩ. Trên môi cười, em thầm sâu mắt mắt ai.
ước mơ
Cha-da!
cho tình yêu.